Ok, mình vào BC2 anh em ơi, vào trong đây để mà mình tận hưởng một cái con MG, mình đi BC2 và dùng một cái kỹ năng đó là giật xét, xem là nó sẽ lên được bao nhiêu. Hiện tại thì mình đang còn một cái bùa gấu và một cái bùa nhân S đây, một cái con gấu thời gian đây và một cái bùa bút. Không có gì nhiều, chỉ có bao nhiêu thôi. Và hiện tại cái level của mình đó là 36 master và 20 reset. Xem là vào trong đây mình giật xét một hồi coi nó lên được bao nhiêu. Hy vọng nó sẽ lên được 40. Lên ta cần cho nó nhẹ nhàng nữa nha anh em. Qua đây là một cái BC2. BC2 thì lúc nào nó cũng đang hot hòn hot anh em ạ. Nó rất là đông luôn. Nên vào trong đây là cả một cái vấn đề. Thì trong đây mình vào trong đây là vừa vào mình sẽ làm một cái chủ BT luôn. Các anh em cầm MG, các anh em BT rất là dễ. Anh em BT ai với ai cũng được hết. Nhưng mà cái con DK và cái con Deadlord á, các anh em xin BT nó cực kỳ là khổ, cực kỳ là khấm luôn. Ở cái giai đoạn như gì á thì người ta chỉ cần những con nào mà kit lẹ thôi thì người ta cho vào BT. Và đây là một cái con game là Ega of Logenkia để vào trong đây tận hưởng một cái BC. Hiện giờ BC là một cái tiêu điểm cực kỳ nóng ở cái con game này. Và ở đây là một cái chỗ săn master hầu như là nó tốt nhất có thể. Vì khi mà săn master ở ngoài cái chiến trường ở trên Agana, các anh em còn bị BK lên, BK xuống, té qua té lại. Còn trong đây là không có bị BK. Nhưng mà có một khổ là các anh em phải xin vào được BT nha. Các anh em không xin vào được BT thì các anh em sẽ cực kỳ là khấm luôn. Và ở trong đây nếu các anh em solo dù muốn dù không gì cũng vẫn tốt hơn mà là một cái thợ săn master. Thợ săn master thì người ta sẽ đi tầm khoảng là 99,9% full server. Còn trong đây thì nó sẽ giới hạn lại cho chúng ta chỉ có 20 người. Nên anh em vào trong đây dù muốn dù không gì, nếu mà không có cây BT thì các anh em solo luôn anh em. Tại vì lúc trước mình đa phần là mình solo chọn cái con GF và cái con DL thì các anh em biết rồi, nó dựa bởi ăn lương thôi chứ nó không có mà nói lên cái độ nguy hiểm và nói lên một cái lợi ích cho team. Nên khi vào trong đây thì các anh em không có đón nhận. À vào rồi anh em ạ. Tiếp theo mình sẽ nói bước theo anh em. Lại đầu cổng luôn anh em ơi. Và ở đầu cổng đây chúng ta giật xét nha. Giật xét được nhiêu thì giật anh em. Không biết anh em mình đang ở đâu. Hy vọng một hồi sẽ bu lại ở đây đặng mình giật xét cho cái điểm master của mình cao nhất có thể. Nếu mà người ta không bu lại đây thì mình phải chạy đi kiếm người ta nha. Và như thế là bồ của mình nó đi lại đây rồi anh em, không biết trước là sao quen, kêu bồ trước đi cho nó thăng mặt nha. Còn ở đâu nữa, bơi hết lại đây đi anh em ơi, bơi hết vào để mình kiếm được một cái nguồn lợi đó là master cho nó nhiều nhất có thể. Thì mình chỉ số là 36, xem đi hết cái này là xem lên được bao nhiêu nha. Và đây là cái khung giờ 10 giờ trưa. Mình không đi cái khung giờ 6 giờ và không đi khung giờ 8 giờ. Mình chỉ đi khung giờ 10 giờ. Cái giờ này là giờ nghỉ ngơi ăn cơm anh em à. Một số người thì ta ăn cơm, ta lo ăn cơm mà ta đâu có lo game đâu anh em. Thì mình vào trong game mình giàu nó sẽ dễ hơn những anh em khác. Những anh em khác chỉ giờ này lo ăn, lo uống. Thì mình chỉ vào trong đây lo cài nha. Vào trong đây thì mình sẽ bam kêu liên tục xem là nó có ăn được cái đam cho nó nhiều hơn chút xíu không. Hiện tại các anh em vào trong đây rất là nhiều. Đây là những con nhân vật chính nha anh em. Còn những con nhân vật phụ á, thì người ta sẽ đi BC1. Người ta kiếm nguồn thu đó là ngọc, ngà, châu báu các kiểu. Còn mình vào trong đây mình chỉ kiếm là liver. Hy vọng level của mình nó lên cao để mình thoát khỏi cái nạn là ở Atlan hoặc là ở Lot 7. Chúng ta lên ta căng thì nó farm sẽ dễ hơn. Ở trên đó là hầu như nó sẽ ít người hơn ở dưới đây nha. Chủ yếu là kiếm cái nguồn lợi là S trước nha anh em. Còn nhặt được cái gì thì nhặt. Còn nếu không nhặt được thì thôi. Nhặt được thì trời cho, còn nhặt không được thì trò chơi. Các anh em cũng đừng có cay cú quá và đừng có đặt nặng vấn đề. Phải đi vô BC là phải kiếm được cái này, kiếm được cái kia. Cái đó thì nó hơi bắt cặp chút xíu vì không phải là có mình nên mình chơi. Mà cả server thì rất là đông anh em chơi. Ở đằng đây nó có hai con sum nó kít quá kít anh em ạ. Cực kỳ là kít luôn. Vào trong xem sao nha anh em. Em mình ở không biết có vào trong chưa. Vào trong đây đang cho nó có phần nào đó là nó ngon lành chút xíu. Em mình có vào trong rồi anh em ơi. Cứ giật xét cho tốt vào. Như vậy là S của mình nó sẽ lên cao nhất có thể. Giật xét tốt vào anh em ơi. Đứng như vị trí như vậy sao mấy anh em kia đi đâu hết rồi ta. Phải còn nguyên tem của mình vô trong đây là nó mới chống chọi được. Còn chỉ có hai con thôi. Mà con MG kia nó đi bên chiến nữa. Thì không có thể nào mà S nó tăng cao được rồi. Tăng của mình nó hơi bắt cặp chút xíu nha. Không biết mấy ông kia ở ngoài kia làm cái gì. Một mình đi vô trong đó kít làm sao lợi với mấy ông kia. Đi lại cái tem mình coi. Cái tem mình đang gã gánh ở đâu rồi nè. Chắc mình kích mấy ông này ra hết qua. Đây, tem mình đang ở đây nha. Lại đây cho nó lên cao nhất có thể nha. Đứng gần gần mấy con sum là không có cửa mà để ăn luôn. Nên bắt buộc là phải đi dí theo nguyên tem. Và cho nó bam kêu liên tục. Đã vào được tới trong đây rồi thì đừng có ham hố mấy cái ngọc với mấy cái đồ S làm cái gì. Nếu mà đồ nào ba sao hẻ ham nha. Còn ngọc hay hải lựa, ngọc ếch hả ham. Còn những ngọc khác thôi nhường cho anh em đi. Vào trong đây chủ yếu là lấy ếch thôi. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ chờ vào trong đây. Để kiếm được có 3-4 điểm master đấy. Vào trong đây cứ chạy long nhông là cái như là mớm.
không có kiếm được đâu. Cứ băm kêu liên tục như vậy thì nó sẽ ổn áp. Mình lấy Magic chiến hồi tối mình lai á, mình vào trong đây mình chém nó rất là tù. Nó bắt chạy tới chạy lui hoài, cái này nó cũng vẫn chạy vậy, nhưng mà cái diện farm của mình giật sát nó sẽ rộng hơn. Mình giật ở đằng trước được và mình giật ở đằng sau được luôn. Còn cái con chiến thì mình chỉ chém được có một hướng. Mình quẹt cái hướng nó xong mình mới quay lưng lại mình quẹt nữa thì người ta đã giật hết hai ba con rồi. Trong khi đó thì nó chồng chồng lên hoài thì người ta sẽ hơn đam mình hoài, người ta sẽ hơn ép mình rất là nhiều, nên cái đó là một cái thiệt thòi nha. Phút thứ 9 của một cái BC thứ hai thì mình đã lên được 38, từ giờ mình lên được hai level nha anh em. Các anh em thấy cái con DL không, nó rất là tù túng nha. Nếu mà DL đi vào trong đây thì các anh em có thể là cộng bên hướng là ENE đi một cái quả diệm nha. Quả diệm là mình đi ba cái tia dưới đất á, chứ đừng có đi quả long xích. Quả long xích nó đơn mục tiêu, còn quả diệm á thì các anh em sẽ lùa cho nó nhanh hơn, lùa đằng trước lùa đằng sau, tại vì mình quánh ra một cái là có bao nhiêu con là sẽ dính đam hết bao nhiêu con luôn. Các anh em nên đi quả diệm nó sẽ tốt. Nếu mà Magic trong đây đi được full team Magic chia ra 5 thằng đứng 5 năm chỗ thì giáp cái cầu này mình sẽ lên một cái lượng S rất là cao. Nhưng trước mắt như vậy á là nó đã ổn áp rồi. Cái team mình đứng đây như vậy là quá ngon rồi, nó không vô trong cổng trong cửa. Nếu mà ở trong cổng trong cửa thì nó sẽ quái nó cao hơn, nó ra liên tục hơn. Còn ngoài đây á, thì các anh em thấy là cái nhịp độ của quái nó sẽ ra chậm hơn tầm khoảng là 2 giây anh em. Theo mình nghĩ là 2 giây quái nó mới phục ra. Các anh em thấy con quái này nó nằm xuống rồi con quái kia tầm khoảng một lát nó mới chui đầu lên nữa. Hy vọng là lên được 40 anh em à. Các anh em đi BC full bùa full boost thì một cái BC các anh em nằm ngủ gì cũng được là 5 điểm master tới 6 điểm. Cần thiết là phải có tem nha, tại vì mình còn thiếu hai cái nữa, một cái nhẫn nữa nha anh em. Đang được 5 cây kinh nghiệm và bước qua cây thứ 6 nha, cây thứ 6 của cái Master 38. Còn 4 cây kinh nghiệm nữa là mình sẽ lọt qua 39. Các anh em thấy DK không? Nó rất là tù túng nha. Vào trong đây anh chơi cái sấy kiếm kìa. Sấy kiếm thì cũng được đi, sấy kiếm thì nó đa mục tiêu hơn, nhưng mà cái diện farm của nó rất là hẹp luôn. Ở đây thì mình cứ bam kêu liên tục hoài như vậy đây á, thì quái nó phực ra, ra là hết, phực ra là hết. Dí lên đằng đây cho nó nhanh lên chút xíu nha anh em. Đi vào trong BC là phải dí theo tem, đặng mình kít người khác. Còn các anh em đi lẻ lẻ ra là không có kít được người ta đâu. Ba con MG mà nó kít, hai con MG và một con nách quay nó kết thì con sum chỉ nó có nước mà nó chạy thôi. Dí là con sum như vậy. Rồi đã qua được một cái Master 39, còn 6 phút nữa. Như vậy là mình nằm ngủ bây giờ nó cũng lên được Master 40 nữa nha. 5 người ở một chùm như vậy á là không ai kết quái được. Các anh em đi các anh em lưu ý nha, phải mình bám sát theo tem. Dù muốn dù không gì, nếu mà mình tạ thì mình cũng farm được một hai con chứ anh em, chứ không có phải là để cho nó tạ tạ không được. DL này các anh em thấy nó đứng một cái vị trí là nó ở không hoài không? Cái con DL này đây, đấy, nó chỉ ở không hoài. Tại vì nó đứng gần mình là mình giật sát quái nó vừa lũ ra là mình giật nó đã bốc hơi rồi. Còn nó đứng là nó đứng ở không thôi. Và đi như vậy thì nó cũng cực kỳ là phí. Nếu mà nó có tem, tem nó kéo lại thì đỡ, còn không có tem á thì nó cực kỳ phí luôn. Tại vì nguyên một dàn của mình nó chia ra một nhóm đứng như vậy thì giật sát đây thì cái con DL chỉ đứng ở không. Lượng S lên rất là ít luôn. Trong khi đó là phải bỏ thời gian ra canh chờ đợi hồi hộp tim đập nhanh khó thở các kiểu mà vào trong đây chỉ đứng không. Thì dù muốn dù không thì chắc cũng được 2 điểm master. Nếu mà mình đi có tem thì lụm được 4 điểm, 5 điểm. Còn không có tem á thì các anh em chắc lụm được 2 điểm. Nó cũng nhanh hơn ở ngoài nha. Ở ngoài các anh em treo nguyên đêm chưa chắc gì lên được 2 điểm master đâu. Còn vào trong đây đi có một chút xí thôi là lên được 2 master á, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Nó lọt xuống cái phút thứ 4 là cái phút đỏ lòm mà anh em ơi. Khi còn phút bỏ mờ thì nó rất là chậm, còn nó lọt xuống cái phút thứ 4 rồi thì nó rất là nhanh hết nha. Không biết xuống đây AD nó có tua hay không, nhưng mà xuống tới đây rồi thì nó cực kỳ là nhanh hết, mà trong khi đó mình chưa lên được 39 master nữa. Cái cây kinh nghiệm của mình mới có 7 cây kinh nghiệm mà, còn 3 cây kinh nghiệm nữa nó mới lên được là 40. Còn 2 cây kinh nghiệm nữa anh em ơi, còn 2 cây nữa là sẽ ngon lành cành đào. Vào trong đây quá bon chen, quá cạnh tranh anh em ơi, nhưng mà cái đó là một cái hot, một cái sự kiện hot để cho các anh em chơi tốt cái con game là EGA Uplogenkia. Và cái con game mà ta căng anh em hỏi mình có làm clip không, có like không, có review không, thì mình xin thưa cho các anh em biết luôn là có nha, chứ không có khỏi được. Nhưng mà quan trọng là có cài hay không, chừng nữa mình sẽ nói ra những cái ưu điểm và cái khuyết điểm của con game. Trước mắt mình nhìn vào những cái phiên like thì mình thấy là cái đầu họa của nó và cái lối đi của nó là từ cái con Origin nâng cấp lên, và mình cũng không có đặt phần trăm nó quá nhiều như là cái con game làm EGA Uplogenkia này. Cái con game này là nó sẽ lấy chuẩn và nó thần của cái con PC nó lập lên một cái con mobile. Còn cái con mà ta căng nó sẽ nâng cấp từ cái con Origin, phiên bản Origin nâng cấp lên một cái phiên bản hoàn chỉnh của cái mobile, chứ nó không có hoàn chỉnh được của cái PC đâu anh em ạ. À, nói cho anh em dễ hiểu và không có một cái sự mong chờ nó quá kỳ vọng vào trong đó. Và như vậy master của mình đã đạt tới một cái mốc là 40 nha anh em. Ủa già luôn anh em à, phá gà rồi anh em ơi. Trong khi đó nhịn nhục để sống và nhịn nhục để farm thì cuối cùng mình cũng đã lên được ta căng.
nên ta căng rồi thì nó sẽ bộc phá hơn rất là nhiều. Con MG này hiện tại bây giờ anh em đi bên chiến là nó khỏe nhất nha. Đi bên phép á, mình để clear quái thôi. Còn muốn mà BK solo thì các anh em đi bên chiến cho mình nha. Hồi tối thì mình có một cái live ngắn tầm khoảng hơn một giờ mình solo với các anh em, là hồi tối là mình không có bị ăn hành nha. Ít bị chứ không phải là không bị. Hồi tối hành hơi nhạt chút xíu chứ không có mặn. Còn cái đêm trước là đúng mặn nha. Cái đậu bắp gì đâu mà đi vô. Vô là nằm, hở chuyện nay cái con GF của mình 40 mà quánh với con GF 80. Quánh một hồi anh mới nói con của mình lên 80 rồi anh em. Thấy đau chưa? Đau trong bụng, đau gan nghe. Chứ phải không phải là đau ngoài đau vô. Mình nói là gì sao mà ảnh vô ảnh quăng một cái bẹp là mình lụm, ảnh quăng cái bẹp là mình lụm. Trong khi đó là mình phải là luồn lách các kiểu mà không có được cái gì hết. Dí vô anh em ơi, còn một phút nữa, còn 2 phút nữa xem là có lên được 41 không. Đi vào trong đây nó lên được bao nhiêu thì lên nha anh em. Cần thiết là phải cho nó lên cao nhất có thể. Đừng có ai trả quy nha. Lúc trước mình đi vô trong đây anh em không có BT, các anh em lại các anh em trả quy trả web các kiểu, còn 3 phút mà trả, 3 phút đó là các anh em có thể là lên được một master nữa đó. Farm ở ngoài nửa ngày không lên được mà ở trong đây tầm khoảng là 3 phút tới 5 phút là các anh em có thể lên được, thì các anh em thấy là nó cực kỳ ngon. Bước qua cái cây kinh nghiệm thứ 7, cố lên anh em ơi, cố lên. Còn 1 phút nữa cây kinh nghiệm thứ 8, cây kinh nghiệm thứ 8 nha anh em ơi, cố lên. Còn 1 phút nữa qua cây kinh nghiệm thứ 9, chưa mới nữa cây kinh nghiệm thứ 8 nha anh em, rất là hồi hộp luôn. Còn 57 giây rồi, không kịp rồi, không kịp rồi lợm ơi, thôi xong thằng nhỏ trong bồ lúa rồi. Bước qua cái kinh nghiệm thứ 9 còn 49 giây, rất là hồi hộp luôn anh em à. Có được hay không, có được hay không, còn 44 giây. Tiếp theo là còn 42 giây, 40 giây kìa, nó hồi hộp quá. Ủ dè như vậy là bước qua 41 anh em à. Ngon lành, như vậy là được 5 điểm master nha. Rồi lên được nhiêu đó lên được anh em ơi, còn 30 giây cuối cùng của một cái là BC2 của cái lần ở khung giờ là 10 giờ nha anh em. Qua bước theo, qua được một cái cây kinh nghiệm nữa, khá là ngon lành nha. Còn 20 giây ngắn ngủi của một cái BC2 và bước qua cây kinh nghiệm thứ hai nổi không, như vậy là được luôn nha anh em ơi, bước qua cây kinh nghiệm thứ hai luôn. Còn 10 giây thôi, như vậy là quá ấm áp cho một cuộc tình một cái BC nha anh em. Giảng phim anh em à, anh em đã thất bại một cái quyết lầu, tại vì mình không có trả quy trả web gì hết nên nó đã thất bại là đúng nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau. Các anh em nhớ chơi MG nha, MG cực kỳ khỏe nha anh em.